Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72, Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chân Trung Hoa, ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày 1 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có hết điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu dân dân toàn quốc lật chiến thư. Trong tiệc mừng, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta chúc mừng thành tựu Trung Quốc đạt được trong 72 năm qua, đồng thời khẳng định đảng, đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác bình đẳng cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định bền vững đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới nhân dịp này thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã phát biểu chúc mừng trong những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và trung quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cơ sở đó thành phố đà nẵng đã không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương đối tác của trung quốc trong gần 2 năm qua, cả thế giới, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng chúng ta cũng đã cố gắng vượt qua khó khăn, khống chế dịch bệnh, tạo nền tảng quan trọng để khôi phục và phát triển kinh tế. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự phối hợp của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trong việc làm cầu nối, xúc tiến các chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Trung Quốc trong thời gian qua và hy vọng trong thời gian đến. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục xúc tiến tăng cường hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Trung Quốc. Một lần nữa nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Trung Quốc, xin chúc các đồng chí sức khỏe, xin chúc đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày càng phồn vinh. Chúc mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Trung Quốc nói riêng phát triển ngày càng tốt đẹp.